Giữa ồn ào, diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh bức xúc, đăng đàn đòi nợ nhà tài trợ Kim Cương chưa thanh toán số tiền 24 tỷ đồng, thì mới đây có thêm tình tiết mới. Cô công khai tin nhắn nói ngang ngược của chủ nợ, gây bức xúc mạnh. Ngày 3 tháng 5, Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý khi công khai đòi nợ 24 tỷ đồng trên mạng xã hội. Theo nữ diễn viên đình đám một thời chia sẻ, thì việc chậm trễ tiền từ phía đối tác này khiến cô bị thị phi và hiểu lầm. Chia sẻ của Trương Ngọc Ánh nhận được nhiều bình luận đồng cảm từ người thân, bạn bè trước những khó khăn mà cô đang phải đối mặt. Những tưởng sau khi công khai mọi chuyện trên mạng, cô và phía đối tác sẽ tìm được cách giải quyết. Thế nhưng vào chiều ngày 10 tháng 7, Trương Ngọc Ánh lại tiếp tục có chia sẻ về diễn biến mới vụ đòi nợ. Nữ diễn viên chia sẻ đoạn tin nhắn với phía đối tác. Theo đó, phía đối tác trách móc cô mang họ lên các nền tảng mạng chửi. Tuy nhiên, ngay trong tin nhắn, nữ diễn viên cũng đã khẳng định cô luôn nhẹ nhàng và chưa từng nặng lời. Bất ngờ nhất là thông tin phía đối tác không trả tiền mặt 24 tỷ mà đưa một sổ đỏ cho phía Trương Ngọc Ánh. Nữ diễn viên đã đăng đàn hỏi cư dân mạng rằng có ai biết sổ đỏ này có giá trị gì không? Giúp em với, bên anh M tính trừ nợ 24 tỷ bằng đất này. Hiện tại, nhiều cư dân mạng nhiệt tình tư vấn cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, phần lớn cho rằng mảnh đất này không phải đất thổ cư để có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt. Nhiều người động viên và mong Trương Ngọc Ánh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trước đó vào ngày 3 tháng 5, nữ diễn viên Hương Ga viết có bài đăng đòi nợ, mang tiếng hợp tác đồng hành nhà tài trợ Kim Cương mà anh thiếu uy tín. Anh hứa 30 tháng 4 là lần cuối sau 100 lần hứa, vẫn không thanh toán một đồng, không có chút thiện chí nào. Các giấy tờ xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên em cho anh thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn, nhưng 10 lần hứa cũng 3 lần đúng giúp em, anh cũng không làm được. Việc anh làm như vậy ảnh hưởng đến bên em và các nhà cung cấp rất nhiều. 9 tháng nay, bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi. Em vẫn im lặng và nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh. Nhưng ai cảm thông cho bên em? Anh như vậy thì ai dám làm tiếp với anh mà anh cứ kêu bên em làm tiếp? Về phía tình trẻ anh Dũng, anh cũng liền nhập cuộc, để lại dòng viết thể hiện thái độ khá căng thẳng. Khả năng có tiền thấp, khả năng muốn bùng tiền cao. Kể từ sau khi Trương Ngọc Ánh khẳng định việc cả hai vẫn còn đồng hành, không hề chia tay như những lời cư dân mạng đồn thổi, đây là lần hiếm hoi diễn viên Anh Dũng có tương tác trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Trương Ngọc Ánh, sinh năm 1976, được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Đồng Tiền Sương Máu, Lục Vân Tiên, Hương Ga. Ngoài vai trò diễn viên, Trương Ngọc Ánh còn là chân dài nổi tiếng trên sàn diễn thời trang trong nước. Vài năm trở lại đây, Trương Ngọc Ánh làm giám khảo, host các chương trình truyền hình thực tế và làm nhà sản xuất phim. Sau khi thành lập công ty riêng, Trương Ngọc Ánh mua bản quyền cuộc thi Miss Earth năm 2023, cô tổ chức Miss Earth Việt Nam. Cùng năm, Trương Ngọc Ánh mang cuộc thi Hoa hậu trái đất về Việt Nam đăng cai. Tuy nhiên, sau cuộc thi kết thúc, một số bên bất ngờ công khai nhắc tên Trương Ngọc Ánh xoay quanh việc thanh toán chi phí làm việc.